cấp, hiệu quả và đáng mua nhất mà mình từng sở hữu trong vài tháng gần đây. Công nghệ cao mà giá nó lại tiết kiệm hơn rất là nhiều. Mình đánh giá em Redmi Note 1 này nó như là bản đúc của em Dr. Arrivo hàng 40-50 triệu ấy, cho nên nó cực kỳ là đáng tiền. Mình chỉ hối hận là tại sao mình không tặng em này sớm hơn để mình có thể trẻ hóa mỗi ngày. Hi, xin chào cả nhà. Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết rồi, sao lại còn đến Valentine nữa. Và đây chắc chắn là một thời gian lý tưởng để mình có thể làm đẹp này, mình chăm chút cho bản thân và đặc biệt là tự thưởng một phần quà nào đó cho bản thân mình, đúng không? Chị em mình thì ai chẳng sợ xấu đúng không nào? Nhất là những chị em nào mà tầm từ 25 đến 27 tuổi như mình này thì bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa như là nếp nhăn quanh mắt, trán này, khóe miệng này, đặc biệt nhá, hai cái má của mình nó bắt đầu sệ xuống và còn có cả nọng cằm nữa chứ. Và trời ơi, mình đã stress lên stress xuống rất là nhiều lần và lùng sục tất cả những hội nhóm làm đẹp đã được khai sáng ra một em máy cực kỳ là hiệu quả. Đó chính là em máy nâng cơ đẩy tinh chất trị liệu ánh sáng RFVW1, trời, một cái tên rất là dài và rất là nhiều công dụng ấy. Và lần đầu tiên khi mà mình nhận được em máy này ấy, thì mình đã rất trầm trồ bởi vì cái box nó cực kỳ là sang xịn mịn này. Mình ăn box như là ăn box đồ của Apple ấy. Và khi mà mình nhận được em này nhá, mình còn được tặng thêm cả một em máy rửa mặt này, một em gel và một em mặt nạ nữa. Set 10 mặt nạ chứ, đây set 10 mặt nạ để mình dùng kèm luôn. Tính ra thì cái giá của nó rất là hời ấy. Bên trong hộp thì sẽ có một máy VNW1, một hướng dẫn sử dụng, một túi nhung tiện lợi để mình có thể bảo quản hay mang đi du lịch, một cáp sạc nữa. Đặc biệt là mình rất thích cái tông dòng máy đen như thế này, nó tạo cho mình cảm giác huyền bí, cao cấp, sang chảnh và cực kỳ độc lạ. Cái điểm mà mình cực kỳ thích của em máy VNW1 này đó là sự kết hợp hoàn hảo của 5 công nghệ nâng cơ RF, điện châm EMS, điện GENI, ánh sáng sinh học xanh đỏ và trị liệu nóng lạnh. Thì đây là những cái công nghệ cao này, nó đã rất là chuyên sâu và phổ biến ở các spa hay thẩm mỹ viện mà có khi mình phải tốn hàng trăm triệu ở các liệu trình ấy. Theo như mình có tìm hiểu này thì cái phương pháp nâng cơ xóa nhăn RF nó đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là an toàn tuyệt đối này, nâng cơ xóa nhăn mà mình không cần bất kỳ những cái phương pháp phẫu thuật xâm lấn hay là gây tổn thương da. Bây giờ thì mình hãy cùng skincare với em nó nhé. Bước đầu tiên thì sau khi mà mình đã tẩy trang và rửa mặt sạch rồi thì mình sẽ sử dụng với chế độ nhiệt ấm để làm giãn nở lỗ chân lông. Nhiệt nóng 42 độ C sẽ làm tăng hiệu quả massage thẩm thấu, da hồng hào, cảm giác trên da mình cực kỳ thư giãn và dễ chịu. Bước tiếp theo thì sẽ là đến bước có ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ ấy, nó sẽ là át chủ bài trong việc trị liệu lão hóa và tăng cường sản sinh collagen, phục hồi da rất là nhanh nữa và giảm những cái sự mẩn đỏ này hoặc là cháy nắng của mình. Chế độ ETW cũng có công nghệ RF, ánh sáng đỏ, điện châm EMS, ENI, sóng rung và nhiệt ấm, giúp massage nâng cơ, trẻ hóa, tăng sinh collagen, trị thâm và làm sáng da. Khi mà mình dùng thì mình sẽ thấy hơi giật giật nhẹ trên da một chút, như kiểu là massage bấm huyệt chuyển các xung điện vậy. Sự di chuyển nhanh của các điện cực làm tan mỡ và tăng nhiệt độ mơ mỡ, giúp căng da, tan mỡ vùng nọng cằm, vùng cổ, xóa và làm giảm các nếp nhăn, làm mờ rãnh mũi, môi và mắt. Bước 3 thì mình sẽ sử dụng đến ánh sáng xanh là chế độ IAP, dùng cùng với serum nhé. Bước thứ 3 thì mình sẽ sử dụng chế độ IAP, gồm có công nghệ RF, ánh sáng xanh, điện châm EMS, ENI, sóng rung và nhiệt ấm sẽ giúp đẩy sâu dưỡng chất cho da căng bóng, mịn màng, tiêu viêm, kiểm soát dầu thừa và ngừa mụn hiệu quả. Ánh sáng xanh dương thì cực kỳ tốt đối với những bạn nào da dầu này, cơ địa hay bị mụn và dị ứng. Bước thứ 4 thì chính là chế độ TS, nó sẽ chuyên sâu để nâng cơ, thon gọn mặt và đẩy tinh chất. Với chế độ TS này thì mình có thể sử dụng hàng ngày, còn hai cái chế độ mà nó có ánh sáng đỏ và xanh ấy thì mình sẽ chỉ sử dụng chuyên sâu là 2 đến 3 lần một tuần thôi. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng cùng với mặt nạ này nhé. Bước 4 sẽ là chế độ TS, giúp nâng cơ, đánh tan nọng cằm, mờ thâm, giảm nhăn và thon gọn mặt. Với công nghệ EMS thì nó sẽ như mình tập thể dục cho cơ mặt vậy. Điện GENI sẽ tăng gấp 4,5 lần thẩm thấu, tiết kiệm từng giọt tinh chất. Cuối cùng này, bước 5 đó chính là bước sử dụng đầu lạnh Ice Cool 10 độ C này thì nó sẽ giúp mình se khít lỗ chân lông và khóa ẩm luôn. Và mình rất là thích ở em này là cái tiết diện đầu lạnh nó lớn hơn và cái thời gian làm lạnh thì nó cũng lớn hơn rất là nhiều so với cái máy khác. Mát lạnh cực kỳ là phê luôn. Vậy là chỉ tầm 15 phút thôi là mình đã thực hiện đầy đủ một cái liệu trình chuyên sâu như spa. Như mọi người có thể thấy này, sau khi sử dụng em máy Venus này thì da mình nó đã mịn mà căng bóng hơn rất là nhiều. Khi mà mình sử dụng em này được tầm 2 tháng thôi thì cái hiệu quả lớn nhất mà mình có thể nhận thấy là ở hai bên má và nọng cằm nó giảm đi rõ rệt luôn. Và khi mà mình sử dụng nhiều ấy, nó còn tạo cho mình một cái đường V-line ở đây nữa. So với những cái máy nâng cơ trên thị trường thì em này có thể nói là nó tụ hợp đầy đủ những cái ưu điểm này và hiệu quả mà mình cần có ở một chiếc máy nâng cơ công nghệ cao mà giá nó lại tiết kiệm hơn rất là nhiều. Mình chỉ hối hận là tại sao mình không tặng em này sớm hơn để mình có thể trẻ hóa mỗi ngày. Và mùa lễ Tết thì VNW1 này chính là một món quà rất là phù hợp và ý nghĩa mà mình có thể tặng cho mẹ này, tặng cho người thân, tặng cho gia đình và
đặc biệt là cho chính bản thân mình. Thì hiện mình đang thấy hãng để sale 40% lận đầu năm này, từ 8 triệu 300 nghìn đồng chỉ còn 4 triệu 980 nghìn đồng thôi. Và nó sẽ có hẳn một cái package quà hơn 1 triệu nữa, gồm có máy rửa mặt này, mặt nạ này, một lọ gel và một bộ cẩm năng chăm da. Để cho năm mới khởi sắc thật lung linh và nâng cấp làn da mộc của mình thì mọi người hãy nhanh tay tậu ngay em này nhé. Mọi thông tin thì mình sẽ để ở description box. Chúc mọi người năm mới 2022 thật là tươi, vui, trẻ, khỏe và mãi xinh nha. Bye bye cả nhà.